Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 76. Với câu số 76 thì nhìn bốn đáp án cô sẽ thấy là đây là một câu về mạo từ. Với một câu về mạo từ thì phải xem cho cô cái cụm danh từ đằng sau của cô này. Với cụm danh từ đằng sau cô sẽ có đó là từ physical attractiveness. Cụm từ cô nghĩa là cái vẻ đẹp về mặt hình thể, đúng không ạ? Vì cô sẽ có là cái đây là một cụm danh từ trừu tượng thì cô sẽ không sử dụng mạo từ trước danh từ chung nên cô sẽ chọn được câu 76 của cô là ý D. Không phải tất cả các đàn ông đều concerned with quan tâm tới cái vẻ đẹp hình thể của bạn gái hay của vợ mình. Sau 76 chuyển đến câu sang 77. Với câu 77 chúng ta sẽ có cấu trúc đó là confide in, thổ lộ tâm sự với ai. Thì câu 77 cô chọn được ý A. Mẹ là người duy nhất mà tôi hoàn toàn có thể thổ lộ tâm sự của mình. Sau 77 chuyển đến cô sang câu 78. Với câu 78 chúng ta có cụm từ đó là cụm từ be in love, nghĩa là yêu ai. Sau một thời gian yêu nhau là 2 năm thì họ quyết định lấy nhau. Vậy thì với câu số 78 cô chọn được ý D. Sau 78 chuyển cho cô sang câu 79 của chúng ta. Câu 79 sử dụng mạo từ cho cái từ là tình yêu. Nhận cho từ là tình yêu nhá. Thì cô sẽ có là tình yêu là danh từ chung. Vì nó danh từ chung thì không sử dụng mạo từ. Vậy 79 cô dễ dàng chọn được đáp án là ý D. Tình yêu là một cái cảm xúc mãnh liệt, đúng không ạ? Đối với một người. Chứ mà người mà chúng ta có thể sẽ bị hấp dẫn về mặt cảm xúc hoặc là về mặt giới tính. Sau 78 chuyển cho cô sang câu 79. Với 79 chúng ta sẽ có xong câu 79 chuyển cho cô sang câu 80. Câu 80 chúng ta có cấu trúc đó là cấu trúc fall in love with, chưa yêu ai. Vậy tức là ở đây chúng ta không sử dụng mạo từ gì cả, nên 80 cô chọn đáp án là ý D. Sau 80 chuyển cho cô sang câu 81. Với câu 81 chúng ta có cấu trúc đó là cấu trúc different, đi với giới từ from, khác so với. Nên câu 81 cô chọn được đáp án là ý B. Câu số 82 chúng ta có cấu trúc đó là cấu trúc be concerned with, chợ quan tâm tới, có liên quan tới. Đây là câu số 82, cô chọn được ý A. Sau 82 chuyển cho cô sang câu số 83. Câu số 83 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ glance. Chúng ta có cấu trúc đó là cấu trúc glance. Nhận cô sẽ có từ glance của chúng ta nghĩa là liếc nhìn. Lên câu số 83 cô chọn được ý C. Sau 83 chuyển cho cô sang câu số 84. Rất nhiều người Việt Nam đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chờ cô sẽ có từ revolutionary cause, sự nghiệp giải phóng dân tộc, cả một cụm này. Vì ở đây của cô có many Vietnamese people của chúng ta đóng vai trò là chủ ngữ. Ở đây cô cần động từ. Nếu cô cần động từ thì cô bỏ ý C với đuôi IO là đuôi của tính từ. Chờ cô bỏ ý D bởi vì đuôi này của chúng ta sẽ là đuôi của trạng từ. Vậy thì bây giờ cô sẽ còn A và B đều có thể làm động từ. Nhưng mà theo nghĩa của câu này, rất nhiều người Việt Nam đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc là đã xảy ra rồi, cô dùng quá khứ đơn. Xong 84 chuyển cho cô sang câu 85. 85 thì căn cứ cho cô bằng physical. Nó sẽ có anh này cô là tính từ thì sau tính từ cần danh từ. Trong đó cô có ý A với từ của chúng ta là động từ. Nhờ ý B cô với từ attract chúng ta là với cho là tính từ. Chờ cô sẽ có ý D cô đuôi này đuôi của trạng từ. Tại sao cô nhìn vào cô biết như này? Bạn nhớ cho cô là trong cái bài học về cấu tạo từ cứ nhìn vào cái đuôi là chúng ta xác định được đó là từ loại gì. Học lại cho cô trong 25 chuyên đề ngữ pháp nhé. Vậy thì với cơ số 85 cần một danh từ, cô chọn được ý C. Hơn thế nữa, đây là một cụm từ, đúng không ạ? Cô đã từng dịch cụm từ là sự hấp dẫn về mặt hình thể. Hầu hết chúng ta đều có thể duy trì được cái sự hấp dẫn, đúng không ạ? Để hầu hết chúng ta đều một duy đều đều giữ một cái quan điểm rằng là cái sự hấp dẫn về mặt hình thể đóng một vai trò chính trong cái cách mà chúng ta phản ứng với cái người mà chúng ta gặp. Vậy thì cô sẽ có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc play a major part. Cô có cấu trúc là play a major part in, đóng vai trò quan trọng trong cái gì, viết tách ra cho cô. Xong câu 85 chuyển cô sang câu số 86. Với câu số 86 căn cứ cho cô bằng từ can của chúng ta là danh từ. Thì cô sẽ có trước danh từ cần một tính từ. Cô sẽ có ý A với đuôi C là đuôi của danh từ, không chọn, bỏ ý A. Cho ý C cô đuôi là đuôi của trạng từ, không chọn. Cho ý D cô đuôi ý Z là đuôi của động từ, không chọn. Vậy cô chọn được ý B. Xong câu số 86 chuyển cho cô sang câu số 87. Với câu số 87 cô sẽ có câu này như sau. Đọc cái câu chuyện gì mà có cái váy theo cái cấu trúc have something cộng với phân từ hai. Đọc cái câu chuyện cái cô gì mà có cái váy bị cuốn vào trong thang máy gợi cho tôi nhớ tới. Cô có cấu trúc đó là cấu trúc remind somebody of somebody something, gợi cho ai, nhớ tới ai hoặc nhớ tới cái gì. Đọc cái câu chuyện về ai mà có cái váy của cô ấy bị cuốn vào trong thang máy gợi cho tôi nhớ đến đám cưới của bạn tôi. Vậy thì chắc chắn ở đây cô sẽ cần là cô dâu thì mới mặc váy. Thì cô sẽ chọn được 87 của cô là ý B. Nhớ, đấy là cô dâu, ý A là chú rể. Sau 87 chuyển cho cô sang câu số 88. Câu 88 chúng ta sẽ có ý A với từ attitude, thái độ.
Vậy là giá trị, measurement của chúng ta nghĩa là sự đo đạc, sự đánh giá. Với ý đây của cô với từ equality nghĩa là bình đẳng. Tôi không nghĩ có cái sự bình đẳng thực sự giữa những người đàn ông đàn bà trong nhà cũng như là ngoài xã hội. Vậy 88 cô chọn ý đây. Thì ở câu số 89 chúng ta sẽ có là giá trị, đúng không ạ? Cái vấn đề then chốt của thành công chính là, trở về dịch là chìa khóa của thành công chính là có sự chuẩn bị từ những lúc bắt đầu. Thì cô sẽ chọn được câu số 89 của cô là ý A với cụm từ keto. Xong câu 89 chuyển cho cô sang câu số 90. Một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng support, những cái người ủng hộ về cái sự bình đẳng trong mối quan hệ trong hôn nhân đấy vẫn chiếm đa số. Cô sẽ không dùng từ crowd, từ đấy có nghĩa là đám đông. Chứ cô không dùng từ particular, nếu như là có the. Cô có thể dùng cái cụm từ đó, cụm từ in particular là đặc biệt. Nhưng có the thì lại không chọn được. Chứ cô sẽ có ý đề cô với từ obligation của chúng ta. Chứ nghĩa là bắt buộc, vậy cô không chọn. Cô chọn được đáp án là ý C với từ majority, đa số. Sau 90 chuyển cho cô sang câu số 91. Cô ta chấp nhận rằng cô ta đã cư xử làm sao. Căn cứ cho cô bằng từ mistake, chúng ta đóng vai trò là trạng từ. Khi có and hai vế cân nhau bên này cần trạng từ. Nhưng mà cô sẽ có từ mistake của chúng ta nghĩa là sai lầm. Thì bên này cô sẽ không thể chọn ý A với từ nghĩa là lãng mạn được. Không chọn ý D với từ hấp dẫn được, đúng không? Vậy cô sẽ còn B và C. Trong đó cô sẽ có ý C là thông minh thì không thể tương đương với sai lầm được. Nên cô sẽ chọn ý của cô là ý B, nghĩa là không thông minh, ngu ngốc. Chờ cô ta thừa nhận rằng cô ta đã cư xử một cách thiếu khôn ngoan và đã sai lầm. Và cái điều đó đã dẫn tới hôn nhân của cô ta tan vỡ. Cô có từ break up của chúng ta nghĩa là chấm dứt. Xong câu 91 chuyển cho cô sang câu 92. Họ quyết định ly dị và Mary được quyền nuôi con. Chúng ta có cấu trúc ý A với B equal to, lặp lại rồi đúng không ạ, nghĩa là bình đẳng. Thế này cô sẽ có ý C với từ be applied to do something, bắt buộc làm gì. Và cô sẽ có ý B của cô về cấu trúc be determined to do something, nghĩa là cấu trúc này được quyết định làm gì. Vậy câu 92 cô chọn ý B. Họ quyết định ly dị và Mary được quyền nuôi con. Sau 92 chuyển cho cô sang câu số 93, lặp lại từ đấy nữa rồi đúng không ạ. Đúng như nguyện vọng của nhóm, đó là các bạn muốn có những từ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi không thích người đàn ông đó vì có một vẻ mặt rất là gian. Đấy. Vậy cô sẽ có ý A với từ furious nghĩa là tức giận. Từ humorous nghĩa là hài hước. Chứ cô sẽ có ý D của cô là có tội. Vậy cô chọn ý C. Từ đấy là cô sẽ là từ dishonest. Nghĩa là không thật, rất là gian. Sau 93 chuyển cô sang câu 94. Khi mà họ hát xong thì Lisa thổi lên. Vậy cô sẽ có ý A của cô với từ turn off là tắt. Chứ cô sẽ có từ clear up là dọn. Chứ cô có từ bring out của chúng ta nghĩa là làm cho nổi bật. Vậy cô chọn được ý B. Sau 94 chuyển cho cô sang câu số 95. Ý B từ đấy có nghĩa là thổi nhé. Câu 95 căn cứ cho cô bằng D là tính từ sở hữu. Sau tính từ sở hữu cần danh từ. Nếu cần danh từ cô bỏ ý C đầu tiên vì friendly là tính từ thân thiện. Chờ cô sẽ có ý A từ friend là danh từ bạn. Ý B cô có từ friendship là tình bạn. Ý D của cô từ nghĩa là sự thân thiện. Vậy xem có 3 danh từ này thì chọn danh từ nào. Căn cứ vào nghĩa của câu. Tình bạn của họ kéo dài trong suốt cả cuộc đời. Chọn B. Câu số 96, một cái người mà ăn trộm một thứ gì của người khác. Chúng ta có cấu trúc, đó là cấu trúc là something from somebody, ăn trộm cái gì của ai. Vậy thì cô sẽ không chọn friend, bạn, không chọn idol, thần tượng, đúng không ạ? Không chọn acquaintance. Nó sẽ có từ acquaintance, nghĩa là người quen. Vậy cô chọn từ thief, nghĩa là tên trộm. Sau câu 96, chuyển cho cô sang câu 97. Câu 97, người ta hỏi câu này của chúng ta như sau. Câu số 97, người ta hỏi em cái câu đó là trái nghĩa của, trái nghĩa của sorrow là gì? Cô sẽ có từ sorrow của chúng ta nghĩa là buồn. Vậy trái buồn là gì? Ý A, enjoy là thú vị, like là thích, love là yêu. Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý B, joy là vui. Sau 97, chuyển cho cô sang câu số 98. Thì đó là hầu hết tất cả các bạn tuổi teen giống như các bạn này đều có thần tượng cho mình. Thần tượng là người mà bạn ngưỡng mộ rất là nhiều. Vậy cô sẽ không chọn ý A với từ ideas là ý tưởng. Không chọn từ admirer của chúng ta nghĩa là người ngưỡng mộ. Chứ là cô sẽ chọn idol, ý D, thần tượng. Câu số 99, câu này lặp lại rồi, ý B. Câu số 100, chúng ta câu này lặp lại rồi, cô chọn được ý D. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài tập tự luyện của tuần số 1 trong nhóm từ vựng đọc hiểu số 2. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì về phần chữa của cô, các bạn hãy comment và viết trong nhóm của chúng ta nhé. Tạm biệt các bạn.